Xin chào, mình là Thiên Phú. Rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong số bản tin tuần Văn Lang News số 43. Bản tin được phát sóng vào mỗi thứ bảy hàng tuần trên kênh Fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang. Bản tin sẽ cung cấp những tin tức về đời sống sinh viên, những sự kiện nổi bật của Văn Lang trong suốt tuần vừa qua. SEA Games 31 đã kết thúc với nhiều dấu ấn đặc biệt đến từ đoàn thể thao Việt Nam. Trong đó có 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc và 116 huy chương đồng. Đặc biệt hơn cả, có bạn Bạch Ngọc Thùy Dương, sinh viên khóa 27 trường Đại học Văn Lang đã xuất sắc giành về cho mình tấm huy chương đồng bộ môn cờ vua. Và ngay sau đây, hãy cùng Thiên Phú gặp gỡ bạn Thùy Dương và những gương mặt vàng trong làng thể thao Văn Lang. Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games lần thứ 31 do Việt Nam đăng cai tổ chức đã khép lại thành công tốt đẹp. Ở bộ môn cờ vua, đoàn thể thao Việt Nam xuất sắc về nhất toàn đoàn với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Trong đó, kiện tướng cờ vua Bạch Ngọc Thùy Dương, sinh viên khóa 27 ngành marketing trường Đại học Văn Lang, đã xuất sắc mang về tấm huy chương đồng nội dung cờ nhanh cá nhân cho đội tuyển cờ vua Việt Nam. Thùy Dương là gương mặt trẻ, từng nhận được danh hiệu nữ kiện tướng FIDE khi mới 11 tuổi. Thùy Dương cũng là sinh viên được tuyển thẳng và nhận học bổng tài năng của trường Đại học Văn Lang. Văn Lang News xin chúc mừng Thùy Dương đã ghi thêm một dấu ấn đáng nhớ trong hành trình thể thao của mình nha. Để chuẩn bị cho SEA Games 31 thì về việc học thì em sẽ lên list những môn mình sẽ hoàn thành trong bao nhiêu lâu để chừa thời gian ra có thể tập luyện cho môn cờ. Với lại bên đội tuyển thì trước khi tham gia thì sẽ có lịch tập luyện trong đội tuyển. Sau đó thì còn nhiều thời gian thì em sẽ tự tập cho bản thân mình, nghiên cứu các đối thủ để có thể thi đấu thành công. Lúc mà biết được mình có huy chương thì kiểu như ngoài mong đợi luôn. Tại vì lần đầu tiên thi đấu, với lại mấy anh chị cũng nói giải SEA Games thì nó khác với lại các giải quốc tế hồi đó em tham gia. Thì khi mà được huy chương thì xem như cũng là một thành công, một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cờ. Vừa qua, kiện tướng cờ vua Nguyễn Hồng Anh, sinh viên khóa 25 ngành tài chính ngân hàng, đã đại diện trường Đại học Văn Lang tham dự giải cờ vua quốc tế 25 GACC Grand Classical Chess Championship được tổ chức tại trường Đại học Malaya, Malaysia. Tại giải đấu, Hồng Anh xuất sắc giữ vững ngôi vị quán quân, nối dài chuỗi thành tích đáng nể trong bộ môn thể thao trí tuệ cờ vua của mình. Đây là lần thứ hai Hồng Anh đạt giải quán quân tại GACC. Xin chúc mừng những nỗ lực của Hồng Anh đã được đền đáp xứng đáng nha. Thầy Phan Thanh Nhiên hiện đang công tác tại Trung tâm Thể dục Thể thao Trường Đại học Văn Lang, không còn là cái tên quá xa lạ khi là một trong ba người Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest vào năm 2007. Vào 5 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5 năm 2022, thầy Phan Thanh Nhiên đã thành công chinh phục nóc nhà thế giới Everest lần thứ hai. Trong lần vượt thử thách này, thầy Nhiên được chính phủ Nepal chọn làm trưởng nhóm của đoàn gồm 8 thành viên đến từ 6 quốc gia khác nhau. Sau lần chinh phục thành công Everest lần thứ hai, thầy Nhiên dự định sẽ quay trở lại vào năm 2023 và mong muốn trở thành một trong 21 người đầu tiên trên thế giới chinh phục Everest mà không sử dụng bình oxy. Chúc mừng thầy Phan Thanh Nhiên với thành công mới, mang vinh dự về cho trường Đại học Văn Lang và màu cờ Việt Nam nói chung. Tuần vừa qua, các khoa, viện đào tạo trường Đại học Văn Lang đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi dành cho tất cả các bạn sinh viên. Hãy cùng mình review lại những hoạt động sôi nổi này nha. Ngày 21 tháng 5 năm 2022, Viện Ngôn ngữ trường Đại học Văn Lang đã tổ chức buổi lễ kỷ niệm một năm thành lập ngành ngôn ngữ Hàn Quốc, hướng đến chào mừng Ngày Nhà giáo Hàn Quốc. Buổi lễ có sự tham gia đông đảo của các giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên Viện Ngôn ngữ. Hòa cùng không khí thân mật tại buổi lễ, các bạn sinh viên cũng đã cùng nhau tham gia các tiết mục văn nghệ sôi động. Được biết, hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Hàn Quốc sẽ được Viện Ngôn ngữ tổ chức thường niên để tăng tính đoàn kết trong cộng đồng ngành, kết nối tình bạn bè, thầy trò đến gần nhau hơn. Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Khoa Thương mại tổ chức lễ tri ân Crayphone Ceremonies and New Season Premiere nhằm tôn vinh các cá nhân và tổ chức đã tạo nên Slot Challenge 2021, đồng thời thông báo ra mắt Slot Challenge 2022 sắp tới. Slot Challenge 2022 là cuộc thi học thuật cấp quốc gia dành cho những bạn sinh viên có niềm đam mê với lĩnh vực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Được Khoa Thương mại phối hợp tổ chức cùng câu lạc bộ Tài năng Logistics Văn Lang University tổ chức.
Cuộc thi dự kiến được tổ chức từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 10 năm 2022 với 4 vòng thi. Khép lại mùa 2021 với nhiều thành công ngoài mong đợi, Slot Challenge 2022 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị và bổ ích dành cho sinh viên ngành Logistics trên toàn quốc. Ngày 21 tháng 5 năm 2022, seminar ứng dụng công nghệ Photogrammetry Scan 3 chiều kiến trúc và đồ đạc do khoa mỹ thuật và thiết kế tổ chức với sự tham gia đông đảo của các thầy cô và các bạn sinh viên. Tại buổi seminar, các diễn giả đã phổ biến các vấn đề về công nghệ Photogrammetry trên thế giới vào thị trường thương mại Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội cho các bạn sinh viên chuyên ngành tiếp cận phương pháp đo quang học scan 3 chiều. Việc áp dụng thuần thục công nghệ Photogrammetry được dự đoán sẽ là một bước đệm quan trọng và vững chắc cho nghề nghiệp tương lai của các bạn sinh viên khoa mỹ thuật và thiết kế trường Đại học Văn Lang. Ngày 23 tháng 5 năm 2022, chương trình đào tạo đặc biệt trường Đại học Văn Lang phối hợp cùng Hiệp hội Bơ sữa Phô Mai Pháp tổ chức workshop với chuyên đề Phô Mai Pháp tại cơ sở chính trường Đại học Văn Lang. Tại buổi workshop, các bạn sinh viên tham gia các hoạt động như tìm hiểu về lịch sử của phô mai thế giới, phân loại phô mai, học nấu ăn cùng phô mai với món chả gà bọc phô mai Emmental, thực hành trang trí và thưởng thức đĩa phô mai. Qua buổi workshop, các bạn sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt khoa du lịch đã có thêm nhiều kiến thức về đặc sản của nước Pháp, từ đó ứng dụng kiến thức về văn hóa và trải nghiệm với đặc sản của nước Pháp vào kinh nghiệm nghề nghiệp thực tiễn của mình. Tiếp nối không khí sôi động trong mùa chương trình đặc trưng của các khoa, ngày 21 tháng 5 năm 2022, sinh viên khoa ngoại ngữ trường Đại học Văn Lang đã tổ chức thành công chương trình The Chronicle Chapter 5 Luminous. Sinh viên ngoại ngữ đã đưa khán giả cùng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với các vở nhạc kịch được dàn dựng công phu, lấy ý tưởng từ các sự kiện mang tính thời sự. Sự kiện không chỉ là dịp để các bạn sinh viên thể hiện tài năng, sự năng động và óc sáng tạo của mình, mà còn là cơ hội để các bạn gửi lời tri ân đến thầy cô và kết nối cùng cộng đồng cựu sinh viên của khoa. Xin chúc mừng khoa ngoại ngữ đã tổ chức thành công The Chronicle nha! Ngày 27 tháng 5 năm 2022, 31 sinh viên khóa 24 ngành kế toán chương trình đào tạo đặc biệt đã tham gia buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp tại cơ sở chính của trường Đại học Văn Lang. Tại buổi bảo vệ, các bạn sinh viên được lắng nghe phản biện, nhận xét và góp ý của 12 thầy cô trong hội đồng chấm khóa luận. Với sự đầu tư công phu và tâm huyết hơn 3 tháng, tất cả 31 khóa luận tốt nghiệp được bảo vệ thành công và nhận phản hồi tích cực từ phía hội đồng. Văn Lang News xin chúc mừng các bạn sinh viên ngành kế toán khóa đầu tiên của chương trình đào tạo đặc biệt đã hoàn thành một cách xuất sắc nha! Ngày 25 tháng 5 năm 2022, Viện Đào tạo Quốc tế Trường Đại học Văn Lang đã có buổi gặp gỡ và ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty cổ phần Gigan, mở rộng cơ hội học tập và làm việc cho sinh viên Văn Lang. Theo thỏa thuận hợp tác, Viện Đào tạo Quốc tế sẽ kết hợp cùng Gigan xây dựng các khóa học ngắn hạn International Network, các lớp học bổ trợ kiến thức về kinh doanh kỹ thuật số, phân tích, quản lý, chiến lược dành cho sinh viên nhóm ngành kinh tế. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được tạo cơ hội để kết nối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, tích lũy kiến thức vận hành một doanh nghiệp từ trải nghiệm thực tiễn. Văn Lang News chúc hai đơn vị sẽ có những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình hợp tác của mình. Tuần qua, Top 20 cuộc thi Ra Khơi 2022 đã chính thức bước đến giai đoạn thực hiện các sản phẩm và ấn phẩm truyền thông, giới thiệu đến các bạn sinh viên về ý tưởng dự án của mình nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm dịch vụ. Các ấn phẩm được trưng bày tại sảnh chính tòa A, cơ sở chính trường Đại học Văn Lang, thu hút sự quan tâm của đông đảo các bạn sinh viên. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể bình chọn cho ý tưởng mình yêu thích. Nhóm đạt số điểm tương tác cao nhất sẽ nhận được giải bình chọn từ ban tổ chức và vinh danh trong chung kết của cuộc thi Ra Khơi 2022. Trong cuộc thi Ra Khơi này, thứ nhất là tụi mình là xuất phát là từ gốc là khoa mỹ thuật công nghiệp, cho nên là tụi mình lúc mà tham gia này với tiêu chí là tụi mình mang tinh thần học hỏi khá là nhiều, nhất là với kiến thức marketing là những cái kiến thức mà tụi mình chưa được training trong chuyên ngành của chúng mình, thì tụi mình trước mắt là rất là vui khi được học hỏi. Em mong là dự án sẽ được mọi người quan tâm và dự án được mọi người biết đến nhiều hơn. Vào tháng 8 là em cũng muốn được triển khai để giúp các bạn khó K28 tìm kiếm phòng trọ cho mình tại ba cơ sở trường Đại học Văn Lang này.
Trong tháng 5 này, các bạn học sinh trung học phổ thông đã hoàn thành chương trình học cấp 3 của mình để chuẩn bị bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới, xét tuyển vào các trường đại học. Trường Đại học Văn Lang đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành, gặp gỡ các bạn học sinh. Hãy cùng Thiên Phú điểm qua và review những hoạt động này nhé! Ngày 22 tháng 5 năm 2022, hơn 40.000 thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2022. Cùng với các địa phương khác như Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang, tại thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Lang vinh dự là điểm thi thứ 17, góp phần hỗ trợ công tác tổ chức kỳ thi năm nay. Kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực sẽ được dùng để xét tuyển vào hơn 80 trường đại học cao đẳng có đăng ký sử dụng, trong đó có Trường Đại học Văn Lang. Hoàn thành tốt kỳ thi đánh giá năng lực sẽ là một cơ hội lớn giúp các bạn có cơ hội trúng tuyển vào môi trường đại học mơ ước, bớt áp lực trong kỳ thi tốt nghiệp chính thức. Chúc các sĩ tử của chúng ta đạt được kết quả tốt như mong đợi nha! Ngày 24 tháng 5 năm 2022, 116 bạn học sinh trường Trung học Phổ thông Đoàn Văn Tố tỉnh Sóc Trăng đến tham quan và trải nghiệm tại cơ sở chính của Trường Đại học Văn Lang. Các bạn học sinh đã có cơ hội check-in tại địa điểm sang chảnh và nổi bật như thư viện, khu ẩm thực, hồ bơi, phòng thực tế ảo AR, VR. Hy vọng các bạn học sinh sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích. Cảm ơn các bạn Tiên Văn Lang đã hỗ trợ hết mình cho các bạn học sinh Trung học Phổ thông Đoàn Văn Tố có những trải nghiệm trọn vẹn nhất. Chúc cho các bạn sẽ hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp quan trọng sắp tới, trở thành thành viên mới của mái nhà Văn Lang nha! Ngày 22 tháng 5 năm 2022, đêm chung kết cuộc thi Trí Đức All Star 2022 đã diễn ra tại trường Trung học Cơ sở Trung học Phổ thông Trí Đức. Đặc biệt, Trường Đại học Văn Lang đồng hành cùng cuộc thi tìm kiếm tài năng Trí Đức với sự góp mặt của tập thể giảng viên khoa nghệ thuật ứng dụng Trường Đại học Văn Lang trong vai trò hướng dẫn cho top 8 và thạc sĩ Trần Thị Hòa là giám khảo trong đêm chung kết. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên Văn Lang tham gia cổ vũ tinh thần và không khí đêm thi thêm bùng nổ bằng tiết mục K-pop Dance Cover do nhóm The K.O.D. Crew trình diễn. Với sự ủng hộ của đại gia đình Văn Lang, chung kết cuộc thi Trí Đức All Star 2022 đã diễn ra vô cùng tốt đẹp và sôi nổi. Xin chúc mừng Trí Đức All Star 2022. Hẹn gặp lại tại Trí Đức All Star 2023 nha! Những hình ảnh ấn tượng từ chương trình Trí Đức All Star cũng đã chính thức khép lại bản tin tuần Văn Lang News số 43. Các bạn hãy đón xem bản tin tuần trên fanpage và YouTube Trường Đại học Văn Lang. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số bản tin tuần sau.